Ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Lê Học Thi, sinh năm 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi giả danh, tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu công an. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng chạy xe ô tô biển số 80A, nền màu xanh, có dấu hiệu giả danh công an. Công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xác minh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 trang phục công an nhân dân, 3 biển số nền xanh và 1 biển số nền trắng, 1 tờ giấy in logo và chữ Bộ Công an, 1 băng màu đỏ có chữ Kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, 1 bộ đèn ưu tiên cùng nhiều tăng vật khác. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Lê Học Thi. Các tăng vật trên Thi mua trên mạng, mục đích sử dụng để ra oai với mọi người. Trước đó vào tháng 2 năm 2024, Thi cũng bị Công an xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân.